Xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé Thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz mới nhất trong ngày Thùy Diễm lại thèm cảm giác có bầu và đây là phản ứng khó đỡ của Lương Thế Thành. Bà xã Lương Thế Thành thèm cảm giác bụng nhấp nhô dù con trai đầu lòng chưa đầy một tuổi trên trang cá nhân nữ diễn viên thùy diễm vừa đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên ông xã lương thế thành và con trai bảo bảo cô hài hước chia sẻ hình con trai sắp lớn lại thèm cảm giác có bầu tuy nhiên liên tục rủ ông xã thì chỉ nhận được phản ứng cười trừ từ lương thế thành mới đây mà đã gần tròn một năm thiên thần nhỏ đến với hai đứa rồi ảnh này sắp lớn tự nhiên tôi lại thèm cảm giác cái bụng nhấp nhô lần nữa dù hoài mà sao không thấy đằng ấy nói chi chỉ cười cười VS, tấm hình này, ông nhỏ thấy rõ đồng tiền giống mẹ rồi nha. Đừng ai nói ông giống y ba mà không có giống mẹ. Thùy Diễm viết. Phản ứng cười trừ làng tránh của Lương Thế Thành khi bị vợ dục đẻ thêm khiến phe hâm mộ không khỏi thích thú. Nhiều người cho rằng Lương Thế Thành sợ cảm giác chăm vợ chăm con lúc mới sinh. Tuy nhiên, phe hâm mộ cũng dục cặp đôi sớm sinh thêm con thứ hai cho vui cửa vui nhà. Tại anh sợ cái cảm giác nuôi đẻ rồi, chế ơi, triển khai kế hoạch kiếm em cho bảo bảo đê, Mần thêm một công chúa nữa chị ơi, cưng quá này, là những bình luận từ cư dân mạng. Thúy Diễm và Lương Thế Thành đám cưới vào tháng 4 năm 2016 sau vài năm hẹn hò. Tháng 7 năm 2018, cặp đôi chào đón cậu con trai đầu lòng, Lương Thế Bảo, tên gọi ở nhà là Bảo Bảo. Thời điểm mang thai, Thúy Diễm và Lương Thế Thành vì muốn đem lại điều kiện tốt nhất cho con nên sang nước ngoài sinh bé. Ở nơi đất khách, hai vợ chồng vất vả tự xoay sở mọi thứ mà không có ai giúp đỡ khi xa gia đình. Thúy Diễm chia sẻ trong cả quá trình ở nước ngoài chuẩn bị sinh, ông xã của cô là người cực khổ nhất vì vừa chăm bà bầu, vừa phải lo lắng mọi việc. Khi cô chuyển dạ, lương Thế Thành một tay chăm sóc hai mẹ con, mong muốn mọi thứ tốt nhất cho bà xã và con trai đầu lòng. Lương Thế Thành tàn tạ vì thức đêm, mắt thâm cuồng hơn. Sự tận tâm yêu chiều vợ con của Lương Thế Thành khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ và cảm mến. Cha mẹ đều là ngọc nữ nam thần, con trai của Lương Thế Thành, Thúy Diễm chiếm trọn spotlight. Kết hôn từ năm 2016, hạ sinh quý tử đầu lòng vào năm 2018. Tính đến đây, cặp đôi Lương Thế Thành Thúy Diễm đã có 3 năm gấp gạo thổi cơm chung và niềm vui lớn nhất chính là có được cậu con trai khấu khỉnh Bảo Bảo, đến nay đã hơn 9 tháng tuổi. Trong giới showbiz Việt, Lương Thế Thành và Thúy Diễm được xem là một cặp đôi vô cùng đáng ngưỡng mộ, không chỉ bởi cả hai đều là những diễn viên tài năng, được công chúng yêu mến mà còn vì những tình cảm chân thành ngọt ngào và giản dị mà họ dành cho nhau. Có thể nói Lương Thế Thành và Thúy Diễm cùng với những khoảnh khắc ngôn tình của cả hai trong suốt thời gian bên nhau chính là những điều mà đã truyền cảm hứng cho đông đảo khán giả trẻ những người luôn muốn tìm kiếm sự tin tưởng và hy vọng vào một tình yêu đích thực sẽ đến trong cuộc đời của mình vào một ngày nào đó sự ấm cúng nhẹ nhàng mà anh chồng đẹp trai Lương Thế Thành dành cho Thúy Diễm mọi lúc mọi nơi, cũng như là sự ngọt ngào tinh tế của Thúy Diễm khi nhắc về gia đình mình, đã giúp cho khán giả ngày càng yêu mến họ hơn. Cũng chính vì vậy, trong dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới lần này, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã cùng con trai Bảo Bảo đến một studio để thực hiện một ảnh kỷ niệm, đánh dấu ngày quan trọng này và cũng là để dành tặng cho những ai đã quan tâm đến gia đình nhỏ của bộ đôi trong suốt thời gian qua trong bộ ảnh từng khoảnh khắc vui vầy hạnh phúc bên nhau của ba thành viên trong gia đình đều được ghi lại một cách rất mộc mạc giản dị không quá cầu kỳ về mặt concept trang phục và lối trang điểm Lương Thế Thành và Thúy Diễm muốn mọi thứ trong bộ ảnh này đều phải có sự tự nhiên nhất, từ niềm hạnh phúc tràn ngời tỏa ra trong nét mặt của nữ diễn viên và chồng, cho đến nụ cười tươi như hoa của cậu con trai khấu khỉnh. Xem ảnh hầu hết khán giả đều có thể nhận thấy được tình cảm chân thật mà họ dành cho nhau, những khoảnh khắc rất đời thường, rất bình yên này chính là những gì diễn ra hàng ngày trong ngôi nhà đầy ấp mật ngọt của Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Bộ đôi diễn viên chia sẻ, điều họ cảm thấy vui nhất là dù cả hai đã bắt đầu hoạt động nghệ thuật thường xuyên, trở lại sau một thời gian tập trung hết 100% cho gia đình. Dẫu vậy, cả hai đều có thể cân bằng rất tốt giữa công việc và cuộc sống, chứ không gặp nhiều áp lực trong việc tìm cách chưa toàn mọi thứ. Cả Lương Thế Thành và Thúy Diễm đều thấu hiểu một triết lý rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng đơn giản trong hành trình. Xây dựng tổ ấm đó chính là viết dành thời gian cho nhau và luôn để lại những muộn phiền khó khăn, bực bội hay những năng lượng tiêu cực bên ngoài cánh cửa. Một y đã bước vào nhà, Họ sẽ luôn dành cho nhau sự đầm ấm, trìu mến và nụ cười tươi nhất có thể. Chỉ có điều đó mới có thể giúp cho Lương Thế Thành và Thúy Diễm giúp cho nhau giữ lửa và phun đắp được tình cảm ngày càng mặn đồng sâu hơn, một ngàn ngày chung sống. Lương Thế Thành và Thúy Diễm hy vọng rằng tất cả các khán giả của mình ai ai cũng đều có thể hiểu được điều này và có được riêng cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như thế. Thúy Diễm khoe ảnh quý tử hóa vịt con siêu đáng yêu nhưng đôi lúng đồng tiền mới là điều được chú ý. Quý tử nhà lương Thế thành Thúy Diễm đã khiến cho cộng đồng mạng tan chảy với hàng loạt biểu cảm không thể dễ thương hơn, đặc biệt là hai má lúm đồng tiền được nhiều lời khen ngợi. Mới đây trên trang cá nhân của mình, diễn viên Thúy Diễm vừa đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc khi đưa con trai đi bơi. Cụ thể bà xã Lương Thế Thành chia sẻ, chú vịt con của mami hôm nay một một cái răng bé xinh xinh rồi. Mấy cô chú nhìn kỹ hình xem có thấy vịt con có hai đồng tiền giống mami không không. Mami con canh chụp hoài mới được đó. Cục cưng của nhà Lương Thế Thành cười tư đói lại còn nhìn thẳng vào ống kính để cả ba thành viên tạo nên một khoảnh khắc trạng ngơi. Có thể thấy niềm vui của gia đình nhỏ lan tỏa qua từng khu mảnh, khiến cộng đồng mạng phải liên tục thúc lên. Thiên thần đây rồi, nụ cười tan chạy cái nắng Sài Gòn là đây. Không chỉ thế, cư dân mạng lại tiếp tục thích thú khi Lương Thế Thành quá chí khoe con trai là sau y bản chính của mình và thiếu đồ bà xã niềm vui của bà là hai cái đồng tiền cần tôi lấy hết. Không thể phủ nhận rằng quý tử sở hữu nhiều nét đẹp từ ba mẹ, Bảo Bảo trở thành một trong những em bé được săn đón nhất nhì mạng xã hội. Sau hơn 3 năm kết hôn, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang xây những viên gạch đầu tiên cho tổ ấm của mình. Hạnh phúc với họ là việc được nắm tay nhau mỗi ngày, được cười nói mỗi ngày, được cùng ăn những món yêu thích cùng đối phương. Hành trình cho tháng ngày trực trợ với bố, mẹ, con trai chỉ mới bắt đầu, vẫn còn muôn vàng trải nghiệm hay ho chờ đón phía trước. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.